Thưa sư, con muốn hỏi là theo lời Phật dạy, có cách nào để nhìn thấu mọi lời nói dối của thế gian không ạ? Hiện giờ con đang tập thành thật nhiều hơn để thấu rõ hơn sự dối trá của thế gian. Theo tâm của bài kệ Pháp Cú số 1, không biết có đúng không? Cái chuyện mà mình sống thành thật hơn á, thì mình chỉ có thể nhìn thấu lời dối trá của chính mình. Sư thì sư vẫn khuyên quý vị hành tứ niệm xứ. Một trong những cái lợi ích của việc hành tứ niệm xứ đó là chúng ta thành thật với chính mình, không có phải lừa mình dối người. Nhờ như vậy đó, chúng ta sẽ biết được cái nội tâm của mình nó như thế nào. Cho nên cái chuyện mà quý vị nói không phải là để nhìn thiên hạ, mà để nhìn chính mình, nhìn cái sự dối trá của chính mình. Còn nếu như quý vị muốn nhìn thấy gọi là những cái lời nói dối của thế gian này đó, nó đòi hỏi chúng ta phải có năng lực đọc tâm, phải đọc được tâm của người khác thì mới biết được. Mà mình muốn đọc được tâm của người khác thì mình phải có thần thông, mà muốn có thần thông thì phải tu thiền. Mà tu thiền đến cái mức độ là chứng được tứ thiền và đắc được thần thông đó. Nó giống như bây giờ mà mình muốn làm tổng thống, mà mình sống cái kiểu như mình á, thì làm sao mà thành được tổng thống? Đúng là trên lý thuyết là mình có thể làm tổng thống á, nhưng mà mình không có sự nỗ lực một cách đúng đắn thì làm sao được. Cũng như vậy đó, quý vị muốn có được cái năng lực độc tâm để mà biết được mọi người có dối trá hay không thì phải tu thiền. Nhưng mà cái kiểu như mình thì quý vị tự lượng sức mình nha. Nhưng mà thay vì như vậy đó thì sư thấy là nó có cần thiết hay không. Giống như có lần anh võ sư anh hỏi sư, thì sư nói là hỏi sư là sư có tập võ hay không. Sư hỏi tập võ để làm gì? Anh hỏi tập võ để người ta đánh mình đỡ được. Thì sư nói là tại sao mình không tu, làm sao để cho người ta không đánh mình, mà mình tu làm sao để người ta đánh mình mà mình phải đỡ. Thì cũng tương tự như vậy trong cái vấn đề này, mình phải tu làm sao để người ta không có lừa mình. Chứ mình tu làm sao mà mình để người ta lừa mình biết là người ta lừa thì nó quá dở. Mà mình tu làm sao để người ta không lừa mình? Thứ nhất là mình tạo cái nghiệp để người ta không có nói dối, không có lừa gạt mình. Những cái nghiệp đó ví dụ như nghiệp tôn trọng sự thật, cái lời nói chân thật. Đó. Thì nhờ cái nghiệp đó đó, chúng ta sẽ không có bị người ta lừa. Hoặc là những cái nghiệp ví dụ như là mình không bao giờ mình lừa lọc ai, lúc nào là mình cũng tôn trọng sự thật. Rồi hoặc là mình có cái lòng từ với tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ không có bị người ta lừa. Như sư nói đó, tu làm sao để cho không ai muốn lừa mình. Chứ còn tu làm sao để người ta lừa mình mà mình biết thì cái đó quá dở. Thì đó là lời đề nghị của sư.